cung điện dẫn theo đám người, hắn san bằng vùng đất bên dưới để trở thành nhà vua duy nhất. Mà lúc này đội trưởng đoàn cảnh vệ xuất hiện ám sát ông ta, anh người chiến đấu khốc liệt. Hai người dốc hết sức tàn sát đối phương nhưng cảnh vệ có vẻ kỹ thuật vẫn tốt hơn. Anh ta thành công giết chết tên Lót. Chủ nhân khi chết thì Vương Miện lập tức mất hiệu lực, tất cả người khổng lồ đều được giải thoát khỏi ràng buộc. Vương Miện đó bị một tên hai đầu lấy được, đồng thời hắn còn lấy được mấy hạt đậu thần trong truyền thuyết. Chỉ cần có nguồn nước, hạt đậu thần sẽ mọc lên một cách vô hạn, mà thân cây đậu khổng lồ đó có thể sẽ đưa được đám khổng lồ vượt biên xuống mặt đất. Tên hai đầu vứt hết số hạt đậu ra, hạt đậu thần gặp nước điên cuồng mọc ra thân cây to lớn. Người khổng lồ thổi lên tiếng kèn, đội chúng liền chia nhau ra trèo lên thân cây đậu. Đám người khổng lồ này đã đói bụng rất lâu rồi, lâu đến nỗi chúng đã quên mất thịt người có mùi vị như thế nào rồi. Việc mà bọn chúng cần làm bây giờ đó là xuống mặt đất mà ăn một bữa thật no bụng. Bởi vì mấy hạt đậu thần đám người khổng lồ thay nhau đi xuống mặt đất, chúng bắt đầu truy sát đối với loài người bé nhỏ. Đoàn cảnh vệ này đang điên cuồng mà chạy, bọn họ chẳng phải là đang tham gia cuộc thi gì mà là đang bỏ chạy. Người nào chạy chậm thì sẽ bị ăn thịt. Bởi vì thứ đang đuổi theo bọn họ chính là đám người khổng lồ đã đói ngàn năm nay rồi. Sau khi nhìn thấy loài người bé nhỏ, người khổng lồ trở nên càng điên cuồng hơn. Loài người yếu ớt trong mắt người khổng lồ giống như con sâu con kiến, tùy tiện bị truy sát một cách nhẫn tâm. Trong mắt người khổng lồ đây càng giống như một trò chơi thôi, bọn họ đang hưởng thụ quá trình chơi trò chơi. Quân đội của loài người vứt giáp bỏ mũ, bỏ chạy một cách đáng thương để trốn vào trong thành trì. Tiếp cận nơi phòng ngự của tòa thành, đám người khổng lồ đã dừng chân. Nhà vua ra lệnh cho công chúa và Jack đốt đuốc cầu cứu. Bọn họ bây giờ cần được các nước khác cứu trợ. Nhưng Jack và công chúa ở trong thành lại bắt gặp tên hai đầu đang mai phục. Người bên trái người bên phải đều nằm gọn trong tay của tên hai đầu. Sự phản kháng của Jack khiến cho hắn tức giận không thôi. Tên hai đầu quyết định sẽ ăn thịt anh trước. Nhưng ngay lúc hắn đưa Jack ra trước miệng mình, Jack đột nhiên nhớ ra bản thân vẫn còn một hạt đậu cuối cùng. Anh vứt hạt đậu vào trong miệng của tên hai đầu. Hạt đậu theo cuống họng rơi xuống dạ dày của hắn. Chỉ cần có nguồn nước, hạt đậu sẽ mọc lên một cách vô hạn. Rất nhanh tên hai đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cây đậu khổng lồ mọc ra từ bên trong cơ thể, trực tiếp xuyên qua cơ thể tên hai đầu vươn ra ngoài. Mà cùng lúc đó, đám người khổng lồ ở bên ngoài đang phát động lần công thành thứ hai. Hai bên giằng co ở dòng sông chảy qua cổng thành. Nhưng sức mạnh của người khổng lồ quá ư siêu việt rồi. Cánh cổng lớn trực tiếp bị mở ra, loài người không thể không nhanh chóng đóng cánh cửa thứ hai lại. Nhưng người khổng lồ lại chỉ đánh nhẹ một cái, cửa sắt kiên cố liền nhẹ như không bị phá hủy. Đám người khổng lồ nhìn thấy con mồi ngon nghẻ trước mắt, tất cả người dân ở đây đều xuất hiện một tia tuyệt vọng. Nhưng chẳng có ai muốn trở thành thức ăn của người khổng lồ, cho dù có phải chiến đấu đến giây cuối cùng, bọn họ cũng không muốn phải bỏ cuộc. Ngay vào lúc người dân chuẩn bị cá chết lưới rách thì một cảnh tượng ngoài ý muốn lại xảy ra. Những người khổng lồ công kích vào thành trì bây giờ đều thay nhau bỏ vũ khí trên tay xuống, chúng quỳ sạp xuống mặt đất dường như đang tiếp nhận mệnh lệnh gì đó. Đằng sau, đoàn người rách đội lên Vương Miện trên đầu bước ra ngoài. Bất kỳ người khổng lồ nào cũng không thể phản kháng được uy lực của Vương Miện. Dưới ánh nhìn của quần chúng, rách ra lệnh đuổi hết đám người khổng lồ, lệnh cho chúng vĩnh viễn cũng không được trở lại mặt đất. Về sau, nhà vua ban cho Jack có công lao lớn được đến với công chúa, hai người sống bên nhau hạnh phúc. Bộ phim đến đây là hết.